Rookie of the Year, vận động viên tân binh của năm, Lê Khắc Đăng Khoa. Không được vào sân và điều đó khiến cho anh có một chút cau mày với... Bây giờ là Lê Khắc Đăng Khoa rồi, tấn công của Cần Thơ Cát Viết. Một pha dẫn bóng và làm động tác giả để đánh lừa được cầu thủ phòng ngự bên phía Nha Trang Dolphin và lên đón thành công. Lầm của các cầu thủ Sinh Quỳnh. Giang Đinh pha phối hợp với Lê Khắc Đăng Khoa rất đẹp băng, một pha phối hợp tốt. Lê Khắc Đăng Khoa có một pha được lay up rất đẹp băng để ghi thêm hai điểm nữa cho các cầu thủ Cát Viết. Đúng là đội xếp đội thủ đầy tự tin của Lê Khắc Đăng Khoa.